Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Ben TV Gaming. Clip ngày hôm nay thì là mình sẽ cho các bạn một cái thử thách, đó chính là tiêu diệt Shadowhead. Thì là ở đây thì mình sẽ tung ra những cái con quái vật như này này các bạn này, và rất nhiều những con quái vật khác ở cái trong hòm đồ của mình sẽ triệu hồi ra những cái con quái vật để tiêu diệt được Shadowhead. Thì là cái con Shadowhead này này thì là máu của nó sẽ là 10.000 máu các bạn nhé. Nó có hai cái loa trên đầu này, thì nó phát ra âm thanh, nó có thể khiến đối phương có thể là bị điếc tai luôn các bạn ạ. Hai bàn tay của nó có thể đánh nhá, và hai bàn chân để di chuyển thôi, chứ nó không sử dụng xa này hết này thì không sử dụng chân đánh mà sử dụng tay đánh thôi. Và đây là con quái vật của chúng ta đầu tiên nhé bạn nhé. Ok, thì là cái con quái vật này nhìn rất là kinh luôn. Thì là những bạn nào biết về con quái vật này tên là gì và cái chủng loại của nó là gì thì các bạn hãy comment phía dưới cho mình biết. Ôi trời ơi, từ từ các bạn ơi, holy shit, các bạn thấy không? Ôi uầy, cái con quái vật này làm cho mình như bị bay lên không trời hay sao các bạn ạ. Được rồi, ok, bây giờ mình sẽ cho đánh nhau nhé. Đầu tiên thì mình sẽ phải set nốt cái con quái vật này đã, bởi vì mình không muốn nó giết mình. Ok, nó xuất hiện một cái rồi tự nhiên mình bay cũng trăng luôn các bạn ạ. Ok, bắt đầu nhé. Rồi, tấn công. Ôi, từ từ anh em ơi, sai này hết đang chủ động tấn công, nhưng mà cái con quái vật nó ra trưởng rồi, nó cao các bạn ạ. Con quái vật này thì là nó kiểu như nó thấp hơn Shadowhead ấy, thì nó chỉ đánh ở dưới chân thôi. Các bạn để ý không, ở cái phần góc lưng của nó này, Shadowhead đang bị đánh nhá. Các bạn thấy không? Đấy, cái gì xanh xanh ấy nó bay ra ấy. Đấm này, đấy không phải là đấm mà nó cào các bạn ạ. Thì cái con quái vật này nó sử dụng móng vuốt để nó cào nhá. Bỏ chạy thôi. Chạy rồi các bạn ạ. Con này bỏ chạy rồi các bạn ạ. Holy shit. Bị Shadowhead đánh sợ quá hay sao ấy. Rồi xong luôn, ok. Chết rồi nha các bạn. Như vậy là Shadowhead đã đánh bại được con Island Patten. Thì là cái con quái vật này nó đến từ như kiểu là hành tinh, một cái hành tinh nào đó các bạn ạ. Kiểu Island ấy, nó rất giống kiểu là kiểu Ariane 1 ấy, cái khu vực bí ẩn ấy các bạn ạ. Như kiểu khu vực của người hành tinh ấy. Ok, như vậy là trận chiến đầu tiên thì là con Island này đã giành chiến thắng nhá. Và bây giờ mình tiếp theo mình sẽ tung ra những con quái vật khác để tiêu diệt Shadowhead, để xem ngày hôm nay Shadowhead sẽ có thể trụ được bao nhiêu lâu nhá. Rồi, ok các bạn, thì là bây giờ mình tiếp tục triệu hồi ra một con quái vật khác để tấn công Shadowhead. Ok, đây. What the hell, các bạn thấy không? Kinh chưa? Thì là cái con quái vật này nó cũng thuộc trong cái dạng gọi là kiểu... À không phải, tên nó khác các bạn ạ. Tên của nó là Dione. Thì là... Mình không biết... Ủa ơi! Ui! Trời ơi! Các bạn thấy chưa? Cái con quái vật này nó... Ủa, nó như kiểu là... Các bạn biết cái hoa ăn thịt không? Những cái loài hoa ăn thịt ý. Thì cái con vật này nó biến ra những ở dưới đất là nó sẽ trồi lên những cái bông hoa ăn thịt các bạn ạ. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ thử cho Shadowhead đánh nhau với cả con hoa ăn thịt này nhá. Rồi, bạn nào mà biết tên tiếng Anh của con quái vật này các bạn hãy bình luận phía dưới nhá. Hoặc là những bạn nào ủi ơi muốn đặt tên cho nó thì hãy bình luận phía dưới cho mình xem, cho mình biết nhá. Ok, thì con này khá kinh các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho chiến đấu nào. Chiến đấu nhá. Bắt đầu nào. Piu. Ui, từ từ, con quái vật này nó đánh mình các bạn ạ. Từ từ. Shadowhead. Đây, ok, mình sẽ chuyển Shadowhead vào đây. Rồi, kinh chưa anh em? Đấy, các bạn thấy không? Ở trên lưng của Shadowhead bị đánh này. Ui, nó cuộn tròn các bạn ạ. Kiểu như nó cuộn tròn lên, xong bắt đầu nó cứa vào người của Shadowhead ấy. Ui, nó chạy thôi. Holy shit, các bạn thấy không? Đánh không? Nó đánh rất kinh luôn các bạn. Chạy rồi. À, nó chưa chạy đâu. Đấy, nó trồi lên những bông hoa kìa. Nó kiểu như là nó, cái trận địa của nó ấy, là nó gọi ra những cái bông hoa từ dưới đất nó chọc lên, nó khiến cho kiểu như Shadowhead nó sẽ bị thương ở chân ấy. Thì từ đó là Shadowhead có thể nó nghĩ là nó bị què không thể đánh được ấy, nhưng mà không ngờ rằng là Shadowhead rất chắc chắn các bạn nhé. Bởi vì cái lớp da của Shadowhead nó có thể chống chọi được cả vũ khí hạng nặng cơ mà, lớp da của nó rất chắc luôn, cho nên là những cái loại vũ khí thông thường như này mình nghĩ là không thể làm gì được Shadowhead luôn. Thấy không, nó như kiểu một mũi giáo nó từ dưới đất nó chọc lên đấy các bạn ạ. Thì cho nên là cái khả năng chiến đấu của cái con quái vật này, con quái vật hoa ăn thịt này, nó cũng khá là nguy hiểm nha các bạn. Rất là bất ngờ luôn, mà khi mà chúng ta đánh nhau với nó ấy, thì ở dưới đất không cẩn thận là chúng ta sẽ bị chặt, mà chúng ta sẽ bị tiêu diệt ngay các bạn nhé. Như vậy là Shadowhead không hề hấn gì luôn, bỏ chạy rồi các bạn ạ. Shadowhead bỏ chạy rồi, có vẻ như hơi bị khó nhằn rồi. Holy shit các bạn ơi, con quái vật này có vẻ là ui nó đánh mình các bạn ạ. Ui, nó bắn ra cái gì ấy. Từ từ, Shadowhead bỏ chạy rồi, mình không thể cho nó Shadowhead bỏ chạy được. Ok, như vậy là mình kích động đánh nhau rồi, bây giờ hai con lại tiếp tục đánh nhau nhé. Ok, thì là Shadowhead vừa lấy là tung tuyệt kỹ ấy.
đối với cả với con quái vật đầu tiên thì là chỉ có vài cái gọi là tuyệt chiêu thôi thì cuối cùng đã tiêu diệt được, nhưng mà con này hơi có vẻ hơi khó các bạn ạ. Con này có vẻ sàn hết hơi bị quá sức rồi, có lẽ là không thể đánh được con quái vật đấy luôn đấy. Ui rồi ôi, nó còn đánh ở mình luôn các bạn ạ, nó bắn ra một cái quả gì ấy các bạn ạ, như kiểu là như kiểu một cái lá cây ấy. Holy shit các bạn ơi, con này gai góc đầy người luôn. Nói chung là side ahead của chúng ta ngày hôm nay có vẻ như là hơi bị lản trí rồi, không đánh lại luôn ấy, không thể giết được nó các bạn ạ. Kinh chưa anh em, what the hell. Bỏ chạy luôn. Được rồi các bạn, trong những cái trường hợp mà side ahead mà không tấn công nó ấy hoặc thì mình sẽ sử dụng vũ khí để mình tiêu diệt con quái vật kia. À nó vẫn đánh nhau kìa, nó vẫn đánh nhau các bạn nhé, nhưng mà vẫn không thể giết được con quái vật này các bạn ạ. Cái con vật này quá khỏe luôn ấy. Ui giời ơi, oh my god, bởi nó chọc mình cái mình đi luôn các bạn ạ. Ui Sunhead đánh một phát á, nó bay bổng lên trên cửa ngang đầu với Sunhead luôn các bạn ạ. Không đánh chết được nó rồi. Ôi con này nó vẫn đang tấn công mình này. Trời đất ơi, what the hell. Ngày hôm nay là thử thích tiêu diệt xa này hết bằng quái vật mà, nhưng mà không ăn thua các bạn ạ. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ kết liễu hai con này nhá. Hai con này có vẻ như là ngang cơ với nhau rồi các bạn ạ. Như vậy là hai con này ngang cơ với nhau rồi các bạn ơi. Kết liễu nó. Ok, bắn ra quả đạn pháo. Ui lổ không chết luôn này. Ui trời, chết cậu ơi, không chết luôn này bạn ơi. Ui không chết luôn này. À một ui rồi, quái vật xa này hết chết rồi các bạn ạ. Như con quái vật này không chết này. Ôi khỏe vãi. Ôi nó không chết luôn anh em ơi. Ui bắn liên tục vào người luôn này. Mày ui nó vẫn không chịu thua mình các bạn ạ. Như thế này thì bảo sao mà xa này không giết được nó. Quái trưởng. Rồi ok. Rồi bây giờ tiếp theo nhá, bây giờ mình sẽ triệu hồi con săn hết khác và mình sẽ triệu hồi một con chủng loại quái vật khác nha. Tình hình là cái con quái vật này nó quá mạnh các bạn ạ. Siren Head không thể giết được nó. Quả đạn pháo của mình cũng không thể giết được nó, cho nên là mình phải thu hồi lại các bạn nhé. Tiếp theo mình sẽ đến một con quái vật, đó chính là có tên là Ice Nun. Đây, mình không rõ nó là chủng loại gì nhưng mình cứ hóa thử ra cho bạn xem. Đây ù ơi. Kinh chưa? Ui, con này rất giống người luôn các bạn ạ. À, cái con này rất là giống các bạn hình dung không? Các bạn nhớ không? Con này kiểu như là giống gì nhỉ? À người khổng lồ xanh. Đúng rồi. Các bạn nhìn cái tư thế đứng này rất giống người khổng lồ xanh luôn, mặc dù là cái cơ thể của con này thì nó không phải nó hoàn toàn xanh như kiểu người khổng lồ xanh các bạn nhé. Được rồi bạn. Sẽ cho đánh nhau với Sunhead. Thì đầu tiên mình sẽ set nốt con Sunhead đã, bởi vì mình không muốn Sunhead dễ giết mình nhá. Bởi vì kiểu gì Sunhead cũng tấn công mình thôi. Bây giờ mình sẽ fake tool để cho nó đánh nhau con kia. Ui! Cái gì đấy? Cái gì rung vậy? Đó, ok. Bây giờ ấy, thì những bạn nào thích con quái vật nào trong ngày hôm nay thì bạn hãy comment phía dưới cho mình biết nhé. Ok các bạn. Tấn công nào. Ui, no. Nó bắn mình các bạn ạ. Ok, sai hết tấn công rồi anh em. Ui. Vãi hàng luôn các bạn ạ. Con này nó đấm cũng na lá giống người khủng lồ xanh luôn ấy. Nó không biết đánh sai hết kiểu gì luôn các bạn ạ. À, nó dậm chân. Ôi. Các bạn thấy không? Cái chiêu thức của người khổng lồ xanh là nó cũng kiểu như người khổng lồ dẫm chân xuống ấy, nó làm rung chuyển thế giới. Thì là cái con này nó cũng vậy nha các bạn. Ôi, trời ơi. Nó đánh mình các bạn ạ. À. Thế mới căng chứ. Ủa, khả năng là San hết không hiểu nó có giết được nó hay không, nhưng mà ui. What the hell? Nó bắn mình liên tục luôn các bạn ơi. Từ từ mình phải trốn các bạn nhé. Mình phải trốn trên này. Đây mình sẽ đứng ở vị trí này nhé. What the hell, nó không dám đánh săn hết các bạn ạ, nó toàn đánh mình thôi ấy. Oh no, nó đang tấn công mình kìa bạn ơi. Nó không đánh săn hết kìa, trời ơi. Ui, nó đánh mình ấy, bạn ạ. Mày đánh săn hết đi. Mình đứng xa một tí nhá, để cho nó không nhìn thấy mình. What the hell. Ui, nó vẫn, tôi gọi bạn ạ. Trong trường hợp quái vật nó tấn công mình như này ấy, thì bắt buộc phải tiêu diệt con quái vật thôi. Mình sẽ tiêu diệt nó nhé. Mày chết này. Bụp. Ui không chết luôn. Không chết các bạn ạ. Sao khỏe vậy? Ô sao những cái con chủng loại này sao nó khỏe vậy nhỉ các bạn nhỉ? Không giết được nó luôn này. Ok các bạn chết rồi.
Chết đâu. Như vậy là ra này hết, đã tiêu diệt được con quái vật này rồi các bạn ạ. Mặc dù là hơi khó khăn một tí. Ok các bạn nhé, như vậy là mình vẫn chưa giết được con quái vật này, con quái vật săn hết này này. Bởi vì ngày hôm nay mình thử thách tiêu diệt săn hết cơ mà. Nhưng mà mấy con quái vật kia không ăn thua các bạn ạ. Ok, bây giờ tiếp theo nha, bây giờ chúng ta sẽ đến với con quái vật khác. Thì là bây giờ mình sẽ cho đứng im người đã, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ triệu hồi ra những con quái vật khác cho anh em xem. Ok các bạn, ok, bây giờ chúng ta đến con Zunger nha. Đây, con này con cầm chùy này anh em. Ui, kinh chưa? Cầm cái chùy luôn anh em ạ, bụng rất là to luôn. Đeo xích nhá. Mặt nạ thì là mặt nạ theo cái kiểu mặt nạ sắt các bạn ạ, giống như kiểu mấy anh Hàn xì ấy. To vãi. Ok, chúng ta sẽ tấn công con này nhá. Tấn công săn hết, mình tránh xa ra, không nó sẽ tấn công mình các bạn nhé. Ok, bắt đầu nào. Chiu. Rồi, Silent Head luôn luôn chủ động tấn công. Cái con quái vật kia thì nó không đánh các bạn ạ, như kiểu nó sợ ấy. Trong cái trận chiến ngày hôm nay thì có lẽ những cái con quái vật như này là nó đang kiểu như yếu ấy, như nào ấy. Nó không dám đánh săn hết luôn. À không không, mình đang chú ý này. Các bạn thấy không? Cái vết đốm đỏ trên lưng của săn hết này, như kiểu là con này ấy, nó có một cái siêu năng lực gì đó, nó có thể không... Ủa, chết luôn. Nó có đánh săn này hết nhưng mà không đủ năng lực để giết nó. Mình sẽ kiểm tra info. Holy shit, các bạn thấy không? Gãi ngứa cho săn này hết thôi các bạn ạ. 10.000 máu nhưng mà bây giờ vẫn có săn hết còn rất nhiều luôn. Còn 8.634 máu, quá khỏe. Được rồi các bạn, thì là cái tên lính này có vẻ không ăn thua rồi. Bây giờ mình sẽ tung ra một cái con khác nhá. Con Riven này các bạn này. Ủa, con này như kiểu là con đến từ địa ngục các bạn ạ. Chiu. Nó không dám đánh săn này hết luôn này, các bạn nhìn thấy không? Mình cảm giác là cái tên lính đợt hôm nay ấy, cảm giác như kiểu nó không muốn đánh, thế là nó sợ hay như nào ấy các bạn. À đánh rồi, quay ra rồi. Ui chạy. Dập chân kinh chưa. Từ từ nó tiến lại gần mình các bạn ạ. Ôi, nó làm rung chuyển, nó kiểu làm động đất đấy các bạn ơi. Đấy, nó đánh nhá, nó có đánh săn này hết nhá bạn nhá. Đây này. No. Trời. Ok, xong luôn. Rồi ok, bây chúng ta sẽ đến một con quái vật khác nhé. Thì đây, mình sẽ tung ra một con quái vật rất là dị luôn, con này như kiểu là nó không hẳn quái vật mà là kiểu như là có zombie các bạn ạ. Đây nhá, mình sẽ tung nào. Chiu. Đây này, thấy chưa? Holy shit. Từ từ anh em ơi, cái vụ này khá là thú vị đấy. Bây giờ mình sẽ tung cho con vật ở đây. Ok các bạn nhìn này. Wow, con này như kiểu con quỷ, con kiểu nó bị động kinh ấy các bạn ạ. Phát chết luôn. Đi luôn. À con này là con sắc lazy các bạn ạ. Nó như kiểu bị điên đấy. Rồi ok, và chúng ta sẽ đến với con vật tiếp theo nha. Ok các bạn, đây. Mình sẽ tung ra con vật này cho anh em xem. Đây, con vật này nha. Khá là... Ui, con nhện các bạn. Ôi, không phải nhện, con người các bạn ơi. Nó bé tí luôn đấy. What the hell. Từ từ, sao hết đánh. Ô, một phát chết luôn. Đi luôn rồi các bạn ạ. Holy shit. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với cả một con quái vật khác nha. Mình sẽ tìm một con quái vật nào đó nó có thể đánh lại được sao đấy hết nhá. Đây, mình sẽ... Ok, mình sẽ chuyển sang một con nào bây giờ nhỉ. Ây, con này đi, thử con này nhá. Ok. Chiu. Ui dồi ôi. Oh my god. What the hell, các bạn thấy không? Nó cầm súng bắn các bạn ạ. Đây là những cái... Ủa, chết luôn rồi. Đi luôn các bạn. Mấy con quái vật này không thể đánh được săn hết luôn các bạn ạ. Không hiểu là con nào bây giờ có thể đánh được săn hết thôi. Ok, bây giờ mình sẽ thử con Iron này nhá. Ui, con này như người khổng lồ hay sao? Ui dồi ôi. Các bạn ơi. To vãi trưởng luôn này. Holy shit. Nó, cái cơ thể của nó gấp 100 lần con săn này hết các bạn ạ. Oh my god. Ủa nó gầm kìa. Ủa nó giơ hai tay lên kìa. Nó như kiểu nó chống lại cả thế giới luôn ấy. Sai thần hết vẫn đang tích cực đánh nó ở dưới. Can hết dần. Nó bắn ra cái vòng gì ấy bạn, cái vòng kim cô ấy. Ok các bạn nhìn thấy không? Sai thần hết kìa, buồn cười chưa? Không đánh lại nó luôn, cơ thể Sai thần hết quá bé các bạn ạ, nhìn thấy bé tí luôn. Vừa lấy thì là Sai thần hết đang khổng lồ nhưng mà bây giờ gặp con trâu điên này thì đúng là không ăn thua các bạn ạ. Ui rồi. Nó quá cao các bạn ạ, như kiểu nó không phát hiện Sai thần hết để nó đánh ấy. Được rồi anh em, mình có cách rồi, bây giờ mình sẽ hóa khổng lồ cho con Siren Head của chúng ta ngày hôm nay. Ok. Chiu. Đấy, thấy không? Lên luôn. Ui. Nó bắn ra cái vòng lửa các bạn, kinh vãi. Ủa, no. Chết luôn anh em ơi. Ô.
À đây đây đây. Quá khổng lồ nha. Ấy rồi, kinh chưa? Holy shit. Siren Head bây giờ cao to khổng lồ, nó đấm kìa. Một phát vào lưng Siren Head không chết. Không chết nha anh em. Kinh chưa? Ôi ơi, các bạn nhìn kìa. Siren Head bị chảy máu. Ôi từ từ, ai ơi, nó bắn mình kìa. Ôi, nó đốt Siren Head các bạn ơi, nó đốt kìa. Con này là con trâu lửa các bạn ạ. Siren Head đã chảy máu rồi nhá. Ui, vừa lấy Siren Head bị đấm cái mà chảy máu toe toét rồi ở lưng kìa nhưng mà không chết các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ kiểm tra info của Siren Head xem nó còn bao nhiêu máu nhá. Piu. Ui, còn 8.000 máu kìa. Chính tỏ chưa bị thương các bạn nhá, chưa bị thương các bạn ạ. Ui, hai con này như kiểu địch thủ ngang cơ với nhau ấy. Không con nào thắng con nào luôn. Ủa vãi trưởng ạ. À? To thế. Con này đúng là con khổng lồ rồi các bạn ạ. Ô, nó gầm kìa. Ấy, kinh chưa? Kinh chưa? Holy shit. Ủa, nó tóm kìa. Kiểu nó lâng con Siren Head lên ấy. Nó gầm này. Oh my god. Ui giời ơi. Trời ơi. Cái chuyện gì vậy? Nó đấm con Siren Head một quả chết luôn các bạn ạ. Ô. To chưa anh em? Ok các bạn ơi, như vậy là cuối cùng thì là cái con quái vật Giant này, con quái vật khổng lồ này nó đã tiêu diệt được Siren Head nha anh em. Cuối cùng thì Siren Head cũng đã bị tiêu diệt trong ngày hôm nay rồi. Ok, thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip này nha, hẹn gặp lại các bạn clip sau. Và clip sau những bạn nào mà còn thích xem mình triệu hồi những con quái vật, con quái thú ra đánh nhau cả Siren Head, các bạn hãy comment phía dưới cho mình biết nha. Và các bạn thích con quái vật nào trong ngày hôm nay thì các bạn hãy viết bình luận phía dưới nhá. Ok các bạn, rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip này nha. To thế. Oh my god. Ok, bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ clip ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn nhé. Yêu tất cả các bạn, bye bye.